xin chào cả nhà. Hôm nay con mình nó mua được 5 con tôm càng, hấp tôm càng phá sản. It's okay. Trời ơi, trời. I'll put like this, yeah. Good afternoon. Hấp nào chọn cánh rồi à? Yes. Rồi giữa sơ qua nó. Đã. Giờ đây. Son buy 5 lobster. Today I make steam lobster. He got million people follow him for TikTok. You got TikTok, right? Yeah. 3 million people follow him. So now he wants salaries and so 5 lobster. Okay. Lemon grab for steam. Yeah. I can put it in a bottle. Yes, bottle. Okay. And the hot water put it in, okay? Little bit water, steam up them. Coasting. Put some ginger on, okay? Bỏ mấy lớp đường vô chẩn nha, để hấp nó. Yeah, bỏ chút xíu nước hấp nó vậy được rồi. Mình cắt cái bí này, mình hấp chung vô luôn, mình ăn nha các bạn. Cái bí này á, mình ăn cái vỏ được nha. Mấy cái hạt này nè, nó dày á thì mình bào nó đi. Đó. Nó ăn được cái vỏ luôn. Mình sắc miếng miếng vậy nè. Mình xào lên. Đấy. Mình xào lên mình ăn với tôm nha. Bây giờ mình bắt đầu làm nước sốt chấm tôm càng. Cái này là ớt. Ớt băm, rồi củ hành tím hai trái. Rồi tỏi cũng bầm dập luôn. Sả nè, chừng 2 muỗng kiểu sốt Thái. Strawberry vinegar. Táo dâu 2 muỗng. 1 muỗng. 2 muỗng. Olive oil 2 muỗng. Bỏ 1 muỗng đường nữa. 1 spoon sugar. Đấy. Vậy được rồi đó các bạn. Ở nhà Liên không có ăn bột ngọt, tùy khẩu vị của gia đình ăn ha. Mình muốn bỏ bột ngọt thì mình bỏ bột ngọt. Depend your family what the tea you eat, right? We put on pepper, purple onion, garlic, lemongrass. Vậy ngon đó cả nhà ơi, chua chua ngọt ngọt ha. Black pepper. Spoon fish shot. Chút xíu nước mắm nhiều. Okay. Hello, xin mời cả nhà ăn mừng con trai 3 triệu view. Right? Yes. Okay. Thank you mom for all this. She made this all for me because I hit 3 million followers on TikTok. I don't know what else to say. I'm very grateful. So, thank you. Please eat with us. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Okay, Kim. Okay. Okay. Xin mời cả nhà cùng gia đình Liên chúc mừng con trai nhé. Yo, chi, 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 chi. Okay, xin mời cả nhà. Đeo vào tay vô mới được. You want to put glove on? No, it's okay. Oh, I don't want to hit my finger. Just eating. Okay. Ready? Juices. 어디 학생 애매해요? 허리 꼬리가. 허리 단아. Yeah. Are you sure you can eat this? Yeah, take this one. Let me look this up. I just want to make sure. Yeah.
có cái kẹ, có cái gạch màu xanh, nhưng mà thường thường con trai mình á ăn cái đó màu màu gạch đỏ, nhưng mà màu gạch xanh á nó sợ quá. Dạ chị nè, nó coi ok wait hả nó chảy nè hãy cắm con lúc ok I got it. Like that, right? No. Okay. Okay. Mời cả nhà. Xin mời cả nhà nè. Okay. It's good. What's this? Mm-hmm. Yeah. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Right. Xin mời cả nhà nha. It's good? Mm, yeah. Very good? Yeah, this sauce is good. Mm. Little bit sweet and sour. Mm. Mm. Okay. So my gang, yeah. Mm. 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 This is the head. Yeah. Oh, okay. Let's go. Oh, let's hold it. Mmm. It's sweet. It's sweet. It's sweet. It's sweet. It's sweet, right? Yeah. Yeah. Bỏ chút xíu chua chua cay cay ngọt ngọt ngon. Múc cái đầu trứng không. Nè ơi, cứ dậu cho chảy, cứ dậu cho cu chứ. Múc cái đầu trứng không à các bạn ơi. Cái cục gạch của nó màu đỏ nè. Ngon. Nè. Hôm nay là ngày lễ á. Mà bữa nay bán bằng pound. Chị phó tí and the sale 16 tả là for one vậy. Only 16? That's good. $16 for one, but now it's a holiday. Mm. The holiday they sell from like pound. They don't sell it. You know. Mm. 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 I like the head. Cái đầu của nó đầu biển á, nó mặn mặn, chứ không phải lạc, mặn mặn. Mình khỏi cái chấm đồ ăn cũng được, nó có vị mặn, nó có vị mặn á cả nhà. Yeah, it's juicy. Mm. Juicy, juicy. I have juicy. Mm. Mm. Delicious. Here. Yeah. Mm. Ngon. Pack this one. Yeah. I'll help you, Mom. Mm. No, no, sorry. Yeah, cô dì xấu. Hey, Mom. Cắn chưa? Mm-hmm. You sure? Yeah, I'm full. Yeah. I grew up in America. We never learned how to eat this, so I'm not used to it. But my mom is used to it. Nó không thích ăn cái đầu. Hồi nãy mình cũng qua nhà bạn mình ăn chút đỉnh đồ á, no á. Bây giờ là 11 giờ tối rồi đó. I eat it up before. Mm. So I cool. Okay. Cái đầu cái gạch này nó ngon lắm. Mày sao cũng đó. Ở ngoài á nó bán á, một con mà con nhỏ lắm nha. Nó hấp xong á nó phồng cho cái ly lông thiệt bự vậy nè. Cái dĩa nó đem ra cho mình á có một cục bắp ha, với lại cái khoai tây ha, bông cải xanh ha, một con tôm vậy mà 30 mấy đồng đó một phần á. Ừ. Ngoài làm cũng ngon, nó mặn lắm. Nó làm những cái sốt để chổng nó mặn lắm. Mình không ăn quen mặn. Pumpkin. Mm-hmm. Yeah, pumpkin, we okay. Eat the skin to the cut yeah. Iron, right? Cái bí đỏ này nè, mình mua cái loại màu xanh này á. Phải loại màu vàng nha, màu vàng nó cứng nha. Cái loại màu xanh này á, mình ăn cái vỏ luôn nha. Có chất sắt trong thức ăn vậy á. Lâu lâu á, mình phải ăn cái loại màu vàng á.
cái trái bí này nè, với lại đu đủ, xoài đó. Mình lấy tỏi mình xào, mình bỏ nước mắm còn no, gia vị bột cục gà, xong rồi mình cháy chút nước mình đậy rồi nó giòn giòn sực sực ăn ngon. Hỏi ăn tôm ăn dài cũng là ngon. Cái này chắc ăn không nổi, mai mới ăn nữa. Giờ mình có xào thêm nuôi nữa. Tụi mình ăn đồ rồi, bây giờ 11 giờ khuya rồi đó. Giờ 11 giờ rồi. Lò phân đi gọi thì hả? Dạ. Xin sang xịt kéo dạy. Lò phân xịt cũng đó giờ thì nó save for tomorrow. Yeah. He full, he actually eat it before, but the 11 o'clock night time right now. Yeah. He eat at 7 o'clock, right? You eat at 7 o'clock? 7, 8 o'clock. Mm-hmm. So now 11 o'clock now. Eat and sleep. Mm-hmm. 11 giờ rồi các bạn. Nãy con mình nó ăn rồi. Hai mình ngồi ăn khuya nữa. Xào nuôi cùng xem video, thấy yêu thích video của mình nhớ bấm like và chia sẻ ủng hộ Liên và con trai nhé. Thank you. Bye bye. Bye. See you later. See you later.